Ở giai đoạn trái hồ tiêu vào chắc, dinh dưỡng là yếu tố rất quan trọng. Nhà vườn cần bón phân ra sao để hồ tiêu đạt các tiêu chí về trái lớn, nhân to giai đoạn này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Như thường lệ, nhà nông sẽ có cơ hội trúng thưởng với phần quà trị giá 300.000 đồng khi tham gia trả lời câu hỏi. Mời quý vị bà con theo dõi và tham gia để nhận quà từ chương trình. Rất vui được gặp lại quý vị và quý bà con nông dân trong khung giờ quen thuộc của chúng ta với chương trình Canh tác thông minh. Cảm ơn quý vị và bà con đã luôn lựa chọn đồng hành cùng với chương trình vào mỗi buổi chiều Chủ nhật. Những thông tin cập nhật trong tuần vừa qua của ngành nông nghiệp xin được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé! Người tham gia sự kiện Aritechnica Asia Live năm 2022 tại Cần Thơ. Aritechnica Asia Live 2022 với chủ đề Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững đã được diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022. Hơn 4.000 đại biểu khách tham quan trong nước và quốc tế đã tham gia. Sự kiện có các hoạt động chính như trình diễn mô hình thực hành sản xuất, công nghệ và máy nông nghiệp trên đồng ruộng, trưng bày triển lãm công nghệ, máy, thiết bị nông nghiệp, sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã tại thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm ô cốp của vùng. Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2022, nhiều kết quả ấn tượng. Tuần qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã tổ chức hội thảo tổng kết chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long 2020-2022. Rất nhiều kết quả ấn tượng đã được khẳng định qua suốt hành trình thực hiện mô hình. Cụ thể, giảm lượng giống gieo xạ xuống chỉ còn từ 80kg một hecta, chi phí đầu tư giảm từ 3 đến 7,8 triệu đồng một hecta, lợi nhuận tăng từ 3,1 đến 5,8 triệu đồng một hecta. Ngoài đánh giá cao mô hình canh tác lúa thông minh tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đại biểu còn kiến nghị cần duy trì và nhân rộng mô hình này, nhất là tại các vùng trọng điểm tại miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên và khu vực miền Trung. Nối tiếp thành công của chương trình, Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình canh tác thông minh trên cây lúa và các loại cây trồng khác giai đoạn 2022-2025. Hội thi canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Hưởng ứng sự kiện Aritechnica 2022, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng với Trung tâm Khuyến nông 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức hội thi canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Các thí sinh là những nông dân trực tiếp tham gia mô hình canh tác lúa thông minh qua 7 mùa vụ tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hội thi thực sự là sân chơi bổ ích, giúp bà con nông dân nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn cho nông dân sản xuất lúa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo thêm điều kiện để bà con có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, thu nhập và canh tác thân thiện với môi trường. Kết quả, đội An Giang đã xuất sắc giành giải nhất hội thi và nhận về một phần thưởng đặc biệt là một chuyến du lịch kết hợp dự Festival Tây Nguyên 2023. Sôi động vùng cao với nhà nông đua tài khu vực 1. Tuần qua, hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 khu vực 1 đã diễn ra tại tỉnh Lai Châu. Hội thi quy tụ thí sinh đến từ 15 hội thi của nông dân 15 tỉnh, thành phố Tây Bắc, Đông Bắc. Qua các phần thi, lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông, so tài nhà nông, các đội tham gia ai cũng hết mình cống hiến, thể hiện tài năng kiến thức của mình. Đặc biệt trong khuôn khổ hội thi, các thí sinh và người tham dự đã rất hào hứng tham gia nhiều hoạt động bổ ích bên lề do ban tổ chức thực hiện, như tại các gian hàng của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng các công ty thành viên Bình Điền Ninh Bình, Bình Điền Quảng Trị, các hoạt động ý nghĩa phù hợp với chủ đề hội thi như hỗ trợ bà con nông dân làm quen với hoạt động tương tác trực tiếp trên điện thoại thông minh smartphone bằng trò chơi quét mã QR để tham gia mini game tại hội thi, hoạt động hướng dẫn bà con cài đặt app canh tác thông minh để Bình Điền có thể hỗ trợ bà con một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, cũng như giúp nông dân tiếp cận công nghệ số ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp một cách có hiệu quả,
phù hợp với kỷ nguyên công nghệ số 4.0 đều thu hút đông đảo nông dân nhiệt tình tham gia. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trong việc canh tác hồ tiêu thì các tiêu chí về trái lớn, nhân to được định hình khi hồ tiêu vào chắc. Và dinh dưỡng là yếu tố tối quan trọng trong lúc này. Tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm của khu vực Tây Nguyên thì nhiều nhà vườn hầu hết đều nắm rõ quy luật sinh lý này của cây để từ đó cung cấp kịp thời, đầy đủ và cân đối các dưỡng chất. Và đây cũng chính là lý do chính giúp cho sản lượng hồ tiêu nơi đây luôn đạt được mức cao với chất lượng vượt trội. Theo các nhà khoa học, như một quy luật của tự nhiên, cây hồ tiêu có chu kỳ trúng mùa và thất mùa xen kẽ từng năm. Theo đó, sau một mùa vụ không như ý của năm 2021, thì ở năm 2022 này, dự báo sẽ là năm chuyển vận được mùa của hồ tiêu. Và với các nhà vườn gắn bó với cây hồ tiêu lâu năm như ông Nguyễn Quốc Triển, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thì thời tiết năm nay, mưa đều và ổn định đã giúp cây ra hoa đậu trái thuận lợi. Cùng với đó, giá hồ tiêu cũng nhích tăng và neo ở mức cao khiến nhà vườn thêm phấn khởi để đầu tư chăm bón cho vườn cây. Mấy năm trước, tiêu mà chết rồi người ta bỏ hết. Bây giờ lại đua nhau làm lại. Vì cái công của làm tiêu nó dễ, chăm sóc nó đỡ hơn. Đỡ là cái phân nó vẫn đỡ hơn so với cây cà phê. Hầu như ngày nào theo dõi giá tiêu, giá cà phê. Thì giá như mấy năm trước là 4 lâu rồi thì giá ví dụ như 40, 45, mà giá 70, nói chung đỡ hơn. Nhưng mà đầu mùa được 80 thì cũng được. Đó, nhưng mà tiêu thì phải nói như người ta chăm sóc phải trên 100 kìa. Cho cái phân với cái tiền công mắc quá. Thì phân bón thì nói chung bỏ cà phê thì nhiều hơn, bỏ tiêu thì mình bỏ ít thôi. Đầu mùa là cứ bỏ lân, rồi chủ yếu phân chuồng, phân vi sinh, phân đó, như phân hóa học thì bỏ ít thôi. Năm 2022, để đạt được cả về năng suất và chất lượng, ngay những ngày bắt đầu mùa vụ mới, nhà vườn trồng hồ tiêu Tây Nguyên đã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật canh tác cho vườn cây với chế độ dinh dưỡng cân đối hợp lý theo từng thời kỳ sinh trưởng, kết hợp giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp. Đặc biệt, ngay thời điểm này, khi hồ tiêu vào chắc, việc bón phân với tỷ lệ NPK phù hợp 2:1:2 lại càng được bà con chú trọng. Trong đó, các dòng phân chuyên dùng cho hồ tiêu có bổ sung trung vi lượng như đầu trâu hồ tiêu kinh doanh được bà con chọn bón cho vườn. Cụ thể, giai đoạn hồ tiêu vào chắc, bón 0,3kg một trụ. Với đặc điểm, các dòng sản phẩm phân bón chuyên dùng cho hồ tiêu này đều được ứng dụng các hoạt chất mới, được bổ sung vi lượng thông minh vào phân bón giúp giảm thất thoát, tăng khả năng hấp thu phân bón của cây trồng, giúp tiết kiệm khoảng 15-20% so với việc sử dụng các loại phân bón thông thường. Bên cạnh đó, bón phân chuyên dùng này ở thời kỳ nuôi trái sẽ giúp tăng trọng lượng hạt, tăng năng suất và hương vị hồ tiêu. Cái miếng này là 4 sào. 4 sào một lần bỏ là một đợt 4 bao là 2 bao NPK với 2 bao phân hữu cơ là bỏ tiêu với cà phê. Thì như bắt đầu đầu trái này thì cần cái hàm lượng kali cao, nhiều kali để cho nó đầu trái với nó để lên cái tăng lên cái trái. Các nhà khoa học cũng đặc biệt lưu ý, ở giai đoạn mùa mưa, hồ tiêu dễ bị nhiều bệnh hại tấn công cây và trái hồ tiêu. Vì vậy, nhà vườn cần chú ý thăm vườn thường xuyên và nên áp dụng giải pháp quản lý nấm và tuyến trùng gây hại bằng biện pháp tổng hợp kết hợp chế độ bón phân cân đối, giúp tăng độ phì, giảm độ chua cho đất như bón phân hữu cơ vi sinh như phân đầu trâu organic đa dụng, bón vôi và tăng cường hệ vi sinh vật có ích bằng cách bổ sung các chế phẩm có chứa nấm, trichoderma, vi khuẩn, pseudomonas, vi khuẩn, bacillus. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, ở giai đoạn mà trái hồ tiêu vào chắc cùng với việc bón phân NPK chuyên dùng có bổ sung trung vi lượng như là kẽm, bo, canxi thì nhà vườn cũng cần bón thêm phân chuồng. Điều này sẽ giúp cho đất tơi xốp hơn, tăng độ pH trong đất. Từ đó thì rễ cây sẽ hấp thụ hiệu quả phân bón và giúp cho hạt cứng chắc và trọng lượng của hạt nặng. Tôi đang nói trên những cái diện tích tiêu còn lại vẫn ổn định và phát triển tốt á.
là năm ngoái là cái năm mà gặp thời tiết khó khăn vào cái giai đoạn mà ra hoa đậu quả, cho nên cái vụ mùa năm ngoái là nó không có được mấy. Thì thường thường cái tiêu nó cũng có một cái thông lệ như vậy, tức là cứ một năm mà nó không được thì năm sau nó sẽ được lại trở nhiều. Và ở những cái vườn mà người ta chăm bón mà tốt, đều đặn, tức là theo đúng kỹ thuật, thì năm nay sẽ là một cái năm được mùa, thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho cái cây hồ tiêu vào cái giai đoạn ra hoa đậu quả. Chỉ trừ một cái số tiểu vùng không đáng kể, thì có lẽ tiểu vùng khí hậu ở đó mưa gió nó thất thường và nó ra hoa không có đều, rồi nó ra rải rác, tới bây giờ vẫn còn ra rải rác. Trong cái yếu tố thời tiết của tiểu vùng đó thì lại còn có cả cái yếu tố mà người nông dân canh tác chưa đúng mực, làm cho cái tiêu mà tới bây giờ vẫn còn một vài vườn thôi. Cái số đó không có đáng kể so với cái tình trạng chung của cả Tây Nguyên. Thì ở một vài tiểu vùng thì tới bây giờ nó vẫn còn ra dẻ, còn tương đối là non so với những cái số dẻ đã ra từ đầu mùa mưa vào khoảng tháng 6, thì bây giờ đã hơi khá già rồi. Nói tóm lại là đánh giá chung toàn vùng thì là khí hậu thuận lợi để hứa hẹn một cái vụ mùa năm nay sẽ rất là tốt đẹp. Còn những cái tiểu vùng lạc vặt thì những cái vườn mà canh tác nó chưa đúng chuẩn lắm, hoặc là gặp khí hậu nó bất thường và người nông dân chưa biết điều tiết cái kỹ thuật theo cái khí hậu thì nó có loạt chọt, nó không có tốt. Đối với cái hồ tiêu á thì hai cái giai đoạn quan trọng nhất là ra hoa đậu quả. Tại vì nếu như mình không làm cho cây nó ra hoa đồng loạt tập trung cả thì cái năng suất và những cái sự sinh trưởng phát dục của nó sau này cũng lọt chọt như tôi nói vừa rồi á, thì nó không đem lại cái kết quả tốt. Nhưng giai đoạn ra hoa đậu quả đã qua rồi, và lúc nãy thì tôi cũng có chia sẻ là năm nay nhìn chung là thuận lợi. Thế thì bây giờ đang là giai đoạn nuôi quả, phát triển quả cho tới khi thu hoạch luôn. Thì cái giai đoạn này cũng rất là quan trọng, tại vì hoa quả đã ra nhiều rồi, đầu trái đã tốt rồi. Nhưng nếu như chúng ta không chăm sóc được đúng mức trong cái giai đoạn nuôi quả này, nếu như bọn thiếu dinh dưỡng, bọn không có đúng cái tỷ lệ phân mà cây cần thiết, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái năng suất và chất lượng của những cái quả mà hiện giờ đang có trên cây. Ngoài ra thì trong giai đoạn này nếu như chúng ta không có để ý, không có thường xuyên quan sát vườn để xem có cái yếu tố sâu bệnh gì đang xảy ra trên vườn, thì sâu bệnh cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng trong giai đoạn mùa mưa này, có thể gây ảnh hưởng rất là lớn tới năng suất chất lượng quả và còn ảnh hưởng tới cả cái sức khỏe của vườn cây nữa. Đã nói tới chế độ dinh dưỡng cho cây hồ tiêu thì chúng ta phải có một cái nhìn tổng quát của cả năm. Của cả năm thì chắc bà con nông dân cũng đã biết rồi, ai cũng biết là cây hồ tiêu nó cần nhất là phân hữu cơ, và chúng ta đã bón vào đầu mùa mưa. Nếu như giữa mùa mưa bây giờ mà thì bà con bón các cái loại hữu cơ vi sinh thì cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng thêm một kỳ, hai kỳ một cây nữa, là đó là phân hữu cơ. Và cái phân NPK thì cái điều mà người nông dân hiện giờ vẫn nắm rất chắc rồi, tức là bón cho cân đối hợp lý tỷ lệ đạm lân kali theo từng cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây hồ tiêu. Ngoài đạm lân kali, đạm lân và kali ra là ba yếu tố mà cây trồng cần nhiều nhất, thì chúng ta cũng nắm được rằng cây hồ tiêu cũng cần những cái yếu tố trung vi lượng khác cũng rất là cần, như canxi, magie, rồi kẽm, bo, vân vân, cũng phải cung cấp đầy đủ thì nó mới có thể sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất chất lượng như chúng ta mong muốn. Thôi còn trong cái giai đoạn nuôi quả này thì quả nó đang lớn lên và nó dần dần nó sẽ cứng lại, người ta gọi là để vào chắc á, trong một vài tháng tiếp theo. Bây giờ nó đang lớn lên thì ở những cái vườn sớm sớm của vùng Tây Nguyên này thì đã có những cái vườn là quả nó bắt đầu nó hình thành cái chất khô trong đó rồi, chúng ta bóp ra có thể thấy là cái sữa trắng đục rồi, tức là nó bắt đầu tích lũy chất khô rồi. Thế thì trong giai đoạn này thì cây hồ tiêu nó cần một cái hàm lượng kali cao hơn cái giai đoạn mà mới ra hoa đậu quả. Và cái tỷ lệ đạm lân kali thích hợp trong cái giai đoạn này là 2 đạm
một lần 2 kali. Sau nữa, nếu như càng về sau nữa, tức là càng già nữa thì kali sẽ phải cao hơn, đảm một chút. Còn giai đoạn này nó cũng chỉ cần là khoảng đảm lân kali theo tỷ lệ là 2:1:2. Và khi bà con bạn bón cả cái chất, cả cái loại phân mà NPK hỗn hợp thì nó có luôn cả các cái chất trung vi lượng cần thiết cho cây hồ tiêu. Còn nếu như ai dùng phân đơn để bón cho hồ tiêu thì bà con cũng lưu ý là hàng năm chúng ta cũng phải bổ sung thêm cả cái chất trung vi lượng cần thiết cho cây tiêu. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trong thời gian dài vừa qua, chương trình canh tác thông minh đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp của quý vị và bà con nông dân trên khắp cả nước. Và để cho chương trình ngày càng sát hơn nữa với tình hình thực tế sản xuất của quý bà con nông dân, ban cố vấn, ban biên tập của chương trình canh tác thông minh rất mong là sẽ luôn luôn nhận được nhiều hơn nữa những đề xuất của tất cả quý vị và quý bà con về những mô hình mới, về những cách làm hay có tính ứng dụng cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hiện nay. Đối với mọi thư từ góp ý, xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là canh tác thông minh a@bình điền.com quý vị nhé. Bên cạnh đó là đừng quên số điện thoại tổng đài của chúng ta 084-3968-777. Quý vị khán giả cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube canh tác thông minh VTV9 hoặc là V9 Online. Và trước khi kết thúc chương trình, xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tham gia phần câu hỏi giao lưu của khán giả dành đến cho chương trình ngày hôm nay. Giải đáp câu hỏi tuần trước, RRIV 103, RRIV 209 là các giống cao su do Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam chọn tạo. Xin chúc mừng khán giả Dương Kim Anh, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: các kỹ thuật canh tác nào sau đây không nên áp dụng cho vườn tiêu? A. Trồng tiêu trên trụ sống. B. Bón phân hữu cơ hàng năm. C. Thường xuyên xới sáo, tạo độ tơi xốp cho đất trong vườn tiêu. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng. Ví dụ, nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CTTM khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CTTM khoảng cách B và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chăm bón cây sầu riêng ở giai đoạn ra hoa, sổ nhụy để hạn chế rụng trái non, nhà vườn cần chú ý điều gì? Và khi sầu riêng bước sang giai đoạn nuôi trái, đâu sẽ là điều cần quan tâm về dinh dưỡng? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 11 tháng 9 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Và như thường lệ, bà con khi tham gia trả lời ở phần câu hỏi giao lưu khán giả sẽ có cơ hội nhận phần quà trị giá 300.000 đồng từ chương trình.